Xin chào và yêu. Quay bàn chân. đang đợi mặt trời lên. Khéo sắp lên rồi nhỉ? Thấy sáng hơn tí mà. Mặt trời sắp lên và tranh vẫn còn. Tranh khuyết. Đưa gọi là chưa được nữa bằng tranh. Gọi là muốn câu. Đây là bãi biển ở Missiria, thuộc gần thành phố Retimno ở đảo Crete, Hy Lạp. Đảo Hy Lạp này, đảo Crete này rất là rộng, người ta chia đến là thành 4 thành phố. Bọn mình đang ở thành phố ở phía đông, gần phía đông tí. Retimno bọn mình hôm đầu tiên đến là đến Cagna chơi, sau đó là đến Kissamos. Bây giờ đang ở Retimno và ngày mai Drone này. Drone họ bay chắc là họ kiểm tra thử có người bơi không đúng không? Hay kiểm tra gì nhỉ? Kiểm tra có người bơi không để người ta cứu hộ đúng không? Ở đứng yên chỗ kia kìa. Drone đang đứng yên chỗ kia kìa. Ở hè nó cũng quay mặt trời mọc giống bên này. Drone đang đứng đây rồi. Đấy. Mình đang chơi Retimno và tối nay sẽ đến Heraklion để đi về Ba Lan. Kết thúc kỳ nghỉ tốt đẹp. Hy vọng là thế. Hy vọng là sẽ không được. Đây gọi là một cái thứ sẽ đi về. Đây buổi sáng người ta đi bộ thể dục. Buổi sáng này xuống biển này còn hơi lạnh, mà buổi trưa xuống biển sướng. Rồi buổi trưa hôm qua hai vợ chồng nằm trên ghế nắm. Thôi rồi là mời luôn. Thế là phi xuống nước bơi. Bơi chắc phải 2 tiếng nhỉ. Bơi 1 tiếng đầu xong rồi lên chơi anh Nho. Xong rồi trên xe bơi thêm 1 tiếng nữa. Cún qua bơi cái sướng không? Ăn kéo á, lại tiếng.